An Nguy cho biết tôi dừng lại là hợp lý. Chia sẻ về tâm sự sau khi dừng chân ở chương trình thực tế gây ồn ào nhất hiện nay, The Face, An Nguy cho biết cảm xúc của mình không quá bất ngờ, mặc dù cũng có chút buồn và tiếc nuối nhưng nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Cô cho rằng kết quả cô bị loại hoàn toàn hợp lý và cảm thấy dừng chân đúng lúc. Trả lời cho câu hỏi thời điểm cô bị loại là một người thiếu tập trung và có nhiều khuyết điểm, không nỗ lực, An Nguy có thấy những điều đó có thể hiện đúng những gì mà An Nguy đã làm khi tham gia chương trình hay không? Cô cho biết cô tham gia chương trình một phần là để tìm hiểu thực sự thi truyền hình thực tế là như thế nào, có bao nhiêu % sự thật ở đây và cô đã tìm ra câu trả lời cho mình. Cô tin những khán giả thông minh cũng sẽ nhận ra điều đó. Cô cũng cho biết thêm, ban đầu ở trong nhà chung cảm thấy khó tiếp xúc với các thí sinh khác nhưng sau này thì mọi thứ đã trở nên tốt đẹp hơn và cô đã hòa hợp hơn đối với mọi người. Trong tất cả các thí sinh, người mà An Nguy ấn tượng nhất là Phương Anh. Với kỹ năng catwalk tốt, pose dáng chuyên nghiệp, với khuôn mặt đẹp và cô cũng hy vọng Phương Anh sẽ làm nên chuyện trong chương trình lần này. Hiện tại thì An Nguy đã nhận được một số lời mời đóng phim, có những lời mời mà cô đã từ chối và có một số thì cô đang cân nhắc, nếu phù hợp và trong khả năng cho phép thì cô sẽ nhận lời. An Nguy cho biết sau khi tham gia The Face, An Nguy hứng thú với công việc sản xuất và biên tập nhiều hơn là làm thí sinh vì cô sẽ có cảm giác đem lại cho khán giả nhiều điều ý nghĩa và thú vị. An Nguy hiện tại đã hoàn thành xong việc học của mình tại Mỹ và về Việt Nam để tìm kiếm cơ hội cho bản thân và thêm những trải nghiệm thú vị sau những năm tháng chỉ biết đến sách vở. Công việc hàng ngày của cô không quá nhiều, lên ý tưởng cho một số video, tham gia game show, chụp một số bộ ảnh và nghỉ ngơi. Cô cho rằng cô đang học cách hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn.